chung với các nghệ sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Xin được mời các nghệ sĩ đã có mặt, chúng ta sẽ cùng lên trên sân khấu để chụp chung một tấm hình tất cả mọi người luôn được không ạ? Xin được mời Hoa hậu Thùy Tiên, xin được mời Hoa hậu Tiểu Vi, xin được mời diễn viên Duy Khánh, ca sĩ Jake. Đây sẽ là những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong Chạy Đâu Cho Thoát mùa đầu tiên. Thùy Tiên ạ, cũng sẽ cùng lên sân khấu chụp hình với mọi người luôn ạ. Dạ, xin mời chúng ta nhường đường cho Thùy Tiên một chút xíu ạ. Alo, xin được thông báo, xin mời Gimbal vào vị trí. Dạ, các anh chị chúng ta có thể vẫy tay chào tất cả mọi người có mặt ở đây được không ạ? Ở trên các tầng luôn ạ. Rất là cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị. Mọi người ở trên chúng ta có thể cùng giúp chương trình ghi lại những cái hình ảnh từ phía trên nhìn xuống được không ạ? Và hy vọng là mọi người sẽ đăng tải những hình ảnh này lên trên mạng xã hội kèm với hashtag là Chạy Đâu Cho Thoát. Chúng ta quay một cái đoạn video ngắn cùng nhau hô chương trình Chạy Đâu Cho Thoát đâu ạ. Bây giờ 1, 2, 3 chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái động tác gì đó và hô tên chương trình là Chạy Đâu Cho Thoát. Dạ, ở dưới chúng ta chuẩn bị ghi hình giùm ạ. Rồi, các anh chị sẵn sàng chưa ạ? Sau khi MC đếm đến 3 thì mọi người sẽ làm động tác đó và hô tên Chạy Đâu Cho Thoát thật là đồng thanh, thật là lớn nha. Rồi, tất cả chuẩn bị 1, 2, 3. Dạ, ở dưới mình ghi hình được chưa ạ? Có cần làm lại không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và xin được mời các anh chị nghệ sĩ cũng như là các anh chị phóng viên báo chí, chúng ta sẽ trở